Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn thân mến, tiến đến Đại hội Đảng 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, những họng súng đen ngòm đang trực chờ phát nổ tại thành phố Đà Nẵng, thủ phủ của miền Trung. Đà Nẵng là một thành phố điển hình trong tranh giành quyền lực đang xảy ra ở toàn cõi Việt Nam. Như chúng ta đã biết, Đảng Cộng sản Việt Nam là một bọn cướp không hơn không kém, gồm những tên lưu manh vô học. Trước đây cướp nước, bây giờ thì chúng đang cướp bóc nhân dân và tranh giành giành giật miếng ăn với nhau như những loài mãnh thú. Gần 4 năm trôi qua, nhưng mỗi khi nghĩ đến tiếng súng Yên Bái, các quan chức lãnh đạo Cộng sản từ địa phương đến trung ương đều không khỏi lạnh sống lưng. Vụ thanh toán đẫm máu kinh hoàng này cũng bắt đầu bất cập ngay từ trong việc dàn xếp nhân sự mà của Đảng gây ra. Buổi sáng ngày 18 tháng 8 năm 2016, Đỗ Cường Minh, sinh năm 1963, là chi cục trưởng chi cục kiểm lâm tỉnh Yên Bái, sử dụng súng K-59 vào tận trụ sở tỉnh ủy, đến từng phòng riêng bắn chết Phạm Duy Cường, sinh năm 1958, bí thư tỉnh ủy, và Ngô Ngọc Tuấn, sinh năm 1964, chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, kiêm trưởng ban tổ chức tỉnh ủy. Theo tuổi tác, ông Phạm Duy Cường sẽ nghỉ hưu vào ngày 1 tháng 1 năm 2019. Ông và ông Ngô Ngọc Tuấn cũng bị bắn chết, thì bà Phạm Thị Thanh Trà, bồ nhí của Tô Hy Dứa, ngồi vào ghế bí thư Yên Bái kiêm luôn chức chủ tịch Hội đồng Nhân dân của hai kẻ quá cố. Đến tận bây giờ, nhiều câu hỏi vẫn còn để ngỏ, đó là có hay không khi dư luận đồn đoán một trong hai ông Cường và Tuấn tăng tịu với vợ của Đỗ Cường Minh, một phụ nữ xinh đẹp đẫy đà tên là Nguyễn Thị Thu Hà, sinh năm 1971, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa 18, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái. Có thật số tiền thu được tại phòng làm việc của ông Cường là 50 triệu Việt Nam đồng và phòng làm việc của ông Tuấn là 100.000 đô la cùng với 1,5 tỷ đồng và một số nhẫn vàng, hay là hàng triệu đô la như sầm sì của dư luận xã hội? Ai đã bắn phát đạn xuyên từ sau gáy ra trước trán của Đỗ Cường Minh? Thành phố biển miền Trung 5 năm trước cũng ngọt ngào và man trá không thua kém. Chiều 16 tháng 10 năm 2015, với tinh thần khẩu hiệu đoàn kết dân chủ đổi mới, Đại hội lần thứ 21 Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 đã bế mạc thành công tốt đẹp. Với 350 đảng viên đại biểu bầu ra ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, gồm có 52 đồng chí kết tinh của trí tuệ, ban chấp hành bầu ban thường vụ gồm 15 vị do Nguyễn Xuân Anh, ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, phó bí thư thành ủy khóa 20 giữ chức bí thư. Phó bí thư gồm Võ Công Trí, Huỳnh Đức Thơ. Tại đại hội 12 tháng 1 năm 2016, cùng với Nguyễn Thanh Nghị, con trai của bà X Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Xuân Anh trở thành nhân vật trẻ nhất trúng cử ủy viên ban chấp hành Trung ương. Từ đây, quyền lực dẫn đến tha hóa làm cho anh nhà báo lom com Nguyễn Xuân Anh ngày nào trở nên hư hỏng. Nhận nhà nhận xe của Vũ Nhôm thao túng nhân sự, cấu kết phe nhóm chính trị, lấn luôn Ủy ban Nhân dân, lên dự án, chỉ định thầu và trù dập cán bộ. Mâu thuẫn giữa bên đảng và bên chính quyền ngày một trầm trọng, hết cứu vãn. Sông Hàn thời Hậu Bá Thanh dậy sóng, thế rồi đánh nhau gây chấn động cả nước. Trong thể chế Cộng sản Việt Nam mạnh được yếu thua, Nguyễn Xuân Anh đại bại, mất tất cả, Vũ Nhôm thì bị vào tù, hàng loạt các cán bộ Đà Nẵng bị bóc lịch. Dẫu là bên thắng cuộc nhưng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cũng không thể ăn ngon ngủ yên. Dễ hiểu, bố của bí thư thất sủng Nguyễn Xuân Anh là ông Năm Chi, cựu Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và là tàn quân của nhóm Xuân Anh, Vũ Nhôm, bạn bè cánh hậu trong ngành công an, từng ăn dày từ Vũ Nhôm, vẫn nuôi thù hận. Chắc gì cho qua chuyện này. Nếu cộng cả quá khứ vào, Đà Nẵng từng xảy ra 3 cuộc đánh nhau tranh giành quyền lực, một mất một còn. Giai đoạn 1990-1995, thời tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng giữa phe Hòa Vang của ông Nguyễn Văn Chi và phe Quảng Nam. Trận này bất phân thắng bại, Trung ương phải điều ông Mai Thúc Lân và Trương Quang Được vào ổn định tình hình. Giai đoạn 1999-2005, thành phố Đà Nẵng đã tách trực thuộc Trung ương. Phe Hòa Vang do Nguyễn Bá Thanh cầm đầu đánh với phe Quảng Nam với tướng Trần Văn Thanh và Phan Như Lâm, em họ của Phan Diễn. Phần thắng cuộc thuộc về Nguyễn Bá Thanh. Ông Trần Văn Thanh bị truy sát phải ra tòa trên cáng cứu thương. Giai đoạn 2016-2018, phe đảng của Nguyễn Xuân Anh và phe chính quyền của Huỳnh Đức Thơ trong nội bộ thành phần ra đòn vẫn mưu mô lật đổ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đương nhiệm
xây dựng một guồng máy lãnh đạo biết vâng lời Thái tử và Thượng tá tình báo. Thiên đình không chịu những ông trời con Xuân Anh, Vũ Nhôm và đồng bọn bị phe Huỳnh Đức Thơ hạ knock out. Nguyễn Xuân Anh và Vũ Nhôm đại bại. Đà Nẵng tạm yên ắng, nhưng cũng như các tỉnh thành, bộ ngành và ở cả trung ương, những đại ca tham chính vẫn đời nào chẳng đời nào bằng lòng với những gì đang có. Sóng ngầm vì thế vẫn chảy trong lòng Đà Nẵng. Thời gian này, mặc dù đại dịch của virus Vũ Hán đang đe dọa, một số chi bộ đảng tại Đà Nẵng vẫn tiến hành đại hội. Lệnh báo xuống, nếu không có gì thay đổi, hạn cuối cùng là ngày 31 tháng 7 năm 2020, tất cả các đảng bộ cấp cơ sở và ban ngành phải hoàn thành đại hội để khoảng 18 tháng 10 năm 2020 sẽ khai mạc đại hội đảng thành phố. Danh sách quy hoạch nhân sự ban chấp hành thành ủy, ban thường vụ hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, thậm chí nhân sự đoàn đại biểu quốc hội đơn vị Đà Nẵng cũng đã được xây dựng xong. Văn bản đề án cán bộ này do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí ký duyệt vào tháng 6 năm 2019. Khôi hài ở chỗ là ngày 1 tháng 12 năm 2019 Võ Công Trí nghỉ hưu. Thì ra nhân sự lãnh đạo cả một thành phố do một nhiệm kỳ 5 năm được bộ não hết đát của các tay chùm này dàn xếp trước, và điều gì đến cũng sẽ phải đến. Hóa ra những đại hội vô thưởng vô phạt kiểu dân chủ trong túi áo ngốn tiền tỷ của dân cứ mặc định tồn tại với thời gian. Võ Công Trí có hơn 20 năm ngồi trong thành ủy, làm việc tới 6 đời bí thư. Dư luận cho rằng ông ta quỷ quyệt lắm mưu kế và khá may mắn khi dính rất nhiều tới Vũ Nhôm mà vẫn không hề hấn gì. Nhờ đó mà Võ Công Trí liên thủ cùng với ủy viên ban chấp sự và các khác cùng với các thành ủy như Trần Thành Vân, Hồ Kỳ Minh, Lương Nguyệt Thu, Trần Đình Hồng tạo nên hệ quyền lực nhằm thiết kế nhân sự theo hướng cài cắm của mình cho Đại hội Đảng thành phố khóa 22, nhiệm kỳ 2020 đến 2025. Năm xưa, lãnh chúa miền Trung Nguyễn Bá Thanh là kẻ độc tôn quy hoạch sắp xếp nhân sự cho cả bộ máy Đà Nẵng trong suốt mấy khóa liền, từ khóa 19, 20 và 21. Cách làm của Nguyễn Bá Thanh là kéo bè, kéo cánh, cục bộ. Bá Thanh lôi kéo từ những người có quan hệ ràng buộc, có họ hàng, bà con, là anh em, cháu chắt, thân tín, thậm chí mở rộng ra là những người cùng làng, cùng quê, cùng cánh hậu, chén chú, tránh anh, tung hô nhau, ủng hộ nhau, truyền thông, lưu manh, bốc thơm, lên tận mây xanh, biến cho kẻ phàm phu trở thành thánh nhân. Nguyễn Bá Thanh dùng số đông lợi dụng và bóp mỏi méo nguyên tắc tập trung dân chủ ngay ở thành phố, thành ủy. Băng nhóm này dồn những người tốt, có tài nhưng không hậu xuống để tiêu diệt, để cắt cứ thao túng. Ai hợp với mình thì dù là người xấu cũng cho là tốt, dở cũng cho là hay, rồi ngu si cũng trở thành thông minh, cho che đậy nhau, lăng xê nhau. Công chức không hợp với mình thì người tốt sẽ biến thành kẻ xấu, và làm hay cũng trở thành làm dở, rồi tìm cách gièm pha, nói xấu, tìm cách dìm chết. Nhân dân kiện thưa tố cáo sẽ bị đàn áp đẫm máu, đập chết hoặc bỏ tù. Cán bộ đảng viên hưu trí đấu tranh phê phán đi tìm công lý sẽ bị khai trừ đảng, chụp mũ thế lực thù địch, có tiền sử tâm thần, vân vân. Bây giờ thì khác trước rồi, 14 ủy viên ban thường vụ thành ủy, ủy viên thường vụ đến thời điểm này đã phân chia làm 4 nhóm như loạn sứ quân, cắt cứ quyền lực. Nhóm thứ nhất đó là Trương Quang Nghĩa, ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên thường vụ, bí thư thành ủy. Hồ Kỳ Minh, ủy viên ban thường vụ, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố. Lê Trung Chính, ủy viên ban thường vụ, thường vụ và chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố. Đặng Thị Kim Liên, ủy viên ban thường vụ, chủ tịch ủy ban mặt trận thành phố. Nguyễn Thành Quang, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban dân vận. Trần Đình Hồng, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban tuyên giáo thành ủy. Và nhóm thứ hai gồm có Huỳnh Đức Thơ, ủy viên ban thường vụ, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố. Nguyễn Nho Trung, ủy viên ban thường vụ, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố. Lê Thị Mỹ Hạnh, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban nội chính thành ủy. Nhóm ba gồm có Huỳnh Thị Tam Thanh, ủy viên ban thường vụ, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra thành ủy. Vũ Xuân Viên, đại tá, ủy viên ban thường vụ, giám đốc công an thành phố. Nguyễn Quốc Hương, đại ủy, đại tá, ủy viên ban thường vụ, chỉ huy trưởng quân sự thành phố. Nhóm thứ tư, nhóm nằm im chờ thời, gồm có Nguyễn Văn Quảng, ủy viên ban thường vụ, phó bí thư thường trực thành ủy,
Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Quân ủy Hải Châu. Bộ ba Võ Công Trí, Lương Nguyệt Thu, Đặng Việt Dũng siết chặt tay nhau. Xuất thân từ những vô sản lưu manh tầm thường trong xã hội, thời cuộc đã làm thay đổi vị trí của bọn họ. Với gốc gác bần của nông và có công cách mạng, cha chú là công thần của chế độ, thất phu bỗng chốc leo lên tột đỉnh vinh quang. Cứ trang bị được cao cấp lý luận thì bằng đại học từ Harvard cũng bỏ qua một bên. Nhìn trung ương mà xem, ông Ba Dũng học y tá, ngồi thủ tướng hai nhiệm kỳ, Ngô Xuân Lịch không biết bắn súng, không biết đọc bản đồ quân sự, vẫn làm bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Vũ Đức Đam không học nghề y nhưng lại được giao điều hành Bộ Y tế. Nguyễn Văn Bình học toán, suốt một thời gian khá dài là vua tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước. Vì vậy địa phương như Đà Nẵng bê bối là điều dễ hiểu, không hư hỏng, nát bét từ thượng tầng chính trị đến hạ tầng cơ sở mới là lạ. Không phải đến hôm nay mà ngay cả trong báo cáo khai mạc hội nghị triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội ngày 27 tháng 2 năm 2012, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thẳng thắn thừa nhận. Sự suy thoái về đạo đức lối sống thể hiện ở chỗ sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, hám danh, tham nhũng, lãng phí bè phái, cục bộ, mất đoàn kết, phong cách quan liêu xa dân, vô cảm trước khó khăn bức xúc của dân, lối sống xa hoa và hưởng lạc. Trong những biểu hiện đó, cán bộ, đảng viên, nhân dân và dư luận xã hội quan tâm nhiều nhất, bức xúc nhất là tình trạng tham nhũng bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm. Ở một bộ phận đảng viên có chức có quyền, cả trong một số cán bộ cao cấp của đảng và nhà nước. Quay trở lại với câu chuyện ở Đà Nẵng, tất cả những vị trí đứng đầu trong cấp ủy và chính quyền đang nín thở qua câu khi mà vài cái tên tham vọng quyền lực ở Đà Nẵng như Hồ Kỳ Minh, Đặng Việt Dũng, Lê Trung Chinh đang được réo tên trên mạng xã hội. Hàng chục lãnh đạo các khóa trước đã ra tòa quy án cũng làm cho họ e dè. Kèm theo đó là hiểm nguy đó đầy đang chờ đợi. Chắc họ còn nhớ ngày 30 tháng 8 năm 2017, Cục Cảnh sát Hình sự C45 Bộ Công an đã bắt giữ Đào Tấn Cường, anh trai cựu tránh văn phòng thành ủy và di lý ra Hà Nội vì tội đe dọa giết chủ tịch thành phố Huỳnh Đức Thơ. Tiếp theo là hàng loạt cái chết gây rùng mình. Ngày 15 tháng 8 năm 2019, ông Phạm Văn Khương, sinh năm 1963, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cựu Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội, được phát hiện rơi từ tầng 27 tòa B chung cư Vinaconet 1, đường Khuất Duy Tiến, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, xuống đất, tàn xác. Rúng động trong và ngoài nước, sáng ngày 17 tháng 10 năm 2019, ông Lê Hải An, sinh năm 1971, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tử vong do ngã từ tầng 8 của tòa nhà trụ sở nơi ông làm việc. Cho đến nay vẫn chưa có kết luận điều tra từ Bộ Công an về nguyên nhân cái chết. Khoảng một tháng sau, sáng ngày 15 tháng 11 năm 2019, ông Trần Phú Thọ, sinh năm 1980, Phó Phòng Nghiệp vụ 3, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đạt, tỉnh ủy Quảng Nam, đã rơi từ tầng 4 trụ sở Ủy ban Kiểm tra xuống đất, tử vong tại chỗ. Thành phố Đà Nẵng đang vào mùa đại hội các phe nhóm, đang cảnh giác cao độ. Ông Trương Quang Nghĩa từng là sĩ quan quân đội, việc lận súng trong lưng để phòng thủ là tất nhiên. Ông Huỳnh Đức Thơ chắc chắn có người bảo vệ giấu mặt, giỏi võ và giỏi bắn súng, thuận cả hai tay để đối phó với các tình huống nổi loạn, nội bộ và những sát thủ nếu có từ phe của Vũ Nhôm cũng như Nguyễn Văn Chi. Các ủy viên thường vụ khác, mỗi người chọn cho mình một sự an toàn khác nhau. Ở cấp huyện, các nữ quan chi huyện trần dài tuổi ngoài 40 như NTAT, người bị đồn thổi là tình nhân của VCT, có chồng là giám đốc doanh nghiệp tư nhân, và bà bị nghi được hội đồng tỉnh nâng đỡ, có chồng là giám đốc của một sở quan trọng của thành phố, cũng không khỏi lo lắng đề phòng. Phùng Văn Cưng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân một quận, người chơi ông Trương Quang Nghĩa trắng tay, lúc nào cũng trong cốp xe cũng có một khẩu K-59. Không phải ngẫu nhiên mà lưu manh chính trị Nguyễn Bá Thành từng thốt lên, chỉ có những người cộng sản mới đánh bại những người cộng sản. Ngày 25 tháng 12 năm 2019, ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư, ứng viên số 1 chức Tổng Bí thư khóa 13 tới, cũng thừa nhận chẳng ai xâm lược mình cả, chẳng ai mang máy bay Đại Bác đến xâm lược lật đổ chúng ta đâu. Ta không làm tốt thì tự ta lật đổ ta. Dồn nén trong chính trị, bức xúc trong chia sẻ quyền lực, bổng lộc, bịt đầu mối,
Ngăn chặn, điều tra sai phạm và bóng dáng của đàn bà là bốn nguyên nhân hàng đầu trong mâu thuẫn kinh điển của giới quan chức trung cao cấp của Cộng sản Việt Nam. Những họng súng vô tri nhưng rình rập, những vụ thủ tiêu kỳ bí cùng với những cái chết phi lý từ hiện trường giả từ trước đến nay đã chứng minh điều đó. Đại hội đảng các cấp đang đến hồi khẩn trương, ai sẽ thắng trong các canh bạc quyền lực, ai sẽ ra về tay trắng. Những sấp tiền dày cộp đang chuyển động và những tay súng đèn ngòm cũng đang sẵn sàng nhả đạn. Ngày hôm qua, tức là ngày 30 tháng 3, ông Trọng, Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư, lãnh tụ tối cao của Đảng Cộng sản Việt Nam ra lời kêu gọi toàn dân chống dịch virus Vũ Hán, Trung Cộng. Tôi đọc đi đọc lại nhiều lần mà chẳng hiểu là ông Trọng ra lời kêu gọi ấy ngay lúc này để làm gì. Ngài khen đảng ta sáng suốt, chính phủ nỗ lực dập dịch, ra chẳng thấy có gì để giúp cho dân ngay lúc này cả, dù là một lời hướng dẫn nhân dân nên ở nhà, tốt hơn là đi ra ngoài đường. Nếu so sánh giữa hai lời kêu gọi giữa ông Thủ tướng CMV Nguyễn Xuân Phúc mới đây với ông Trọng Liệt, thì tôi nghĩ ông Trọng còn tệ hơn cả mấy chị trong ngành hay lý luận cách đi khách với nhau như thế nào. Ít ra thì Thủ tướng Chính phủ còn nói và làm một cách rất thiết thực, ai có tiền góp tiền, ai có hiện vật góp hiện vật. Mặc dù tôi không đồng ý sự ăn mày của Nguyễn Xuân Phúc, nhưng tôi vẫn khen Thủ tướng vẫn còn biết lo hơn tay lý luận tóc bạc kia. Ra lời kêu gọi ấy để làm gì vậy hả ông Nguyễn Phú Trọng? Lời kêu gọi ấy có thể cho những người bán vé số 2 bữa cơm khi ngày mai họ sẽ thất nghiệp không? Lời kêu gọi ấy có thể giúp những công nhân ổn định khi họ đang đối diện với thực tế là thất nghiệp, vốn dĩ việc làm họ chỉ chạy cơm, chạy ăn từng bữa, rồi vợ con họ sẽ ra sao trong ngày mai và ngày kia. Lời kêu gọi ấy có thể giúp cho những người nghèo, những người đói khổ trong xã hội khi họ nhặt từng lon bia, họ vất vưởng bán từng bịch đậu phộng luộc ở phía hè để mong chỉ để sống qua ngày. Ai sẽ cứu họ? Xét theo lời kêu gọi của ông Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng, tôi chẳng thấy có giải pháp nào hay ho trong tuyên bố nào xứng tầm với một nguyên thủ quốc gia như ông đang giữ trọng trách. Có chăng lời kêu gọi ấy chỉ là vô hồn sáo rỗng, chiếu lệ để thể hiện có quan tâm với nhân dân. Thủ tướng Thái Lan cho mỗi người 500 đô la mỗi 500 bạt mỗi tháng và Úc thì cho 800 đô la mỗi tuần trong 3 tháng, thì Mỹ cũng cho 1.000 đô la để dân ổn định trong dịch bệnh này. Còn ông, một quốc gia dừng thuế, cái gì cũng đánh thuế cao ngất trời, thu bấy nhiêu năm rồi, giờ là lúc thực hiện nghĩa vụ với nhân dân đi chứ. Mà tôi cảnh báo, sắp tới nếu để cho dân đói kéo dài thì không tránh khỏi cảnh loạn lạc, cướp bóc, tranh nhau vì miếng ăn. Chính phủ hãy suy nghĩ mà đưa ra các tình huống có thể đến để giúp cho dân ổn định tình hình ngay bây giờ đi. Làm đi, đừng nói nữa. Nếu không giúp gì được cho dân thì tốt nhất ông hãy câm miệng lại đi, ông Trọng ạ. Virus Corona Vũ Hán, Bệnh viện Bạch Mai thành ổ dịch, lỗi tại ai? Bệnh viện Bạch Mai đã trở thành ổ dịch lớn nhất, nguy hiểm nhất, chính phủ Việt Nam đã công khai như vậy. Tính đến trưa ngày 30 tháng 3 năm 2020, 32 ca nhiễm liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai, 22 ca nhiễm thuộc công ty Trường Sinh, cung cấp dịch vụ ăn uống cho Bệnh viện Bạch Mai, 2 điều dưỡng K86 và 87 và một con gái bệnh nhân K86, 3 bệnh nhân số 133, 161 và 170, 4 người nhà chăm sóc bệnh là những ca 162, 163, 172 và 185. Chủ tịch Nguyễn Đức Chung của Hà Nội nêu khi khuyến cáo ông từ hôm 19 tháng 3 đã không được Bộ Y tế chấp nhận. Một số báo cáo đăng thông tin này nhưng không bình luận. Chủ tịch Chung cho hay ngày 19 tháng 3 khi nắm được thông tin hai y tá tại Bệnh viện Bạch Mai dương tính với virus Vũ Hán, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, ông đã trao đổi với các thông tin liên quan đến Giám đốc, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai và Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long, kiến nghị xem xét phong tỏa một số khoa trong Bệnh viện Bạch Mai và đóng băng bệnh nhân đang điều trị trong bệnh viện này. Tuy nhiên, kiến nghị của thành phố Hà Nội cũng như người đứng đầu của Hà Nội không được chấp nhận. Bộ và lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai đã không thống nhất quan điểm chỉ đóng băng một số tầng và khoa có bệnh dương tính, ông Trung nói và tiếc nuối cho rằng. Ngay sau ngày 19, kể ra chúng ta đóng băng đến nay thì có cơ hội vàng sẽ tốt hơn. Thực tế, ông Trung không những bệnh nhân trong Bệnh viện Bạch Mai không bị đóng băng mà còn được chuyển về khắp các tỉnh.
tỉnh thành. Cụ thể như Bệnh viện Bạch Mai đã chuyển 5.113 bệnh nhân đang điều trị tại đây về các tỉnh thành ở miền Bắc, trong đó có thành phố Hà Nội đã tiếp nhận 1.592 trường hợp. Đến nay, thành phố Hà Nội đã xác minh được toàn bộ người thân của gần 1.600 bệnh nhân này và cho cách ly lấy mẫu xét nghiệm. Điều chúng ta lo ngại nhất sau ngày 20 tháng 3, bệnh viện đã chuyển 5.113 trường hợp về khắp các tỉnh thành, trong đó có Hà Nội tiếp nhận 1.592 trường hợp. Về việc này, Ban Chỉ đạo Phòng chống virus Vũ Hán của thành phố vẫn thường gọi là thả gà ra để đuổi. Mà đuổi con virus này tôi nghĩ khó có thể bắt lại được, ông Trung đánh giá. Trước việc hơn 5.000 bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai được chuyển về các tỉnh thành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho rằng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh từ Bệnh viện Bạch Mai ra cộng đồng là cực kỳ lớn. Vì vậy, việc ông Trung dự đoán chỉ trong một ngày tới có thể có những đốm cháy nhỏ, dương tính bùng phát tại các tỉnh phía Bắc cũng như thành phố Hà Nội. Rất có thể trong những ngày tới sẽ phát ra, mà nếu xảy ra thì chỉ trong tuần tới. Cho nên chúng tôi thấy Bệnh viện Bạch Mai là những nơi dịch bệnh phức tạp nhất, có nguy cơ lây lan nhất, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đánh giá. Cần thành lập thêm bệnh viện dã chiến. Sau Bạch Mai, một khoa của Bệnh viện St. Paul cũng bị tạm thời cách ly do bệnh nhân virus Vũ Hán mang số 175 đến thăm người thân ở đây. Mạng xã hội tranh cãi quyết liệt, thậm chí còn đòi hỏi xử lý những người này người nọ. Facebooker Trương Huy San viết, cần quyết đoán như tướng Nguyễn Đức Chung. Hôm nay, ngay sau khi phát hiện một ca dương tính virus Vũ Hán ngụ tại 34T Hoàng Đạo Thúy, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ra lệnh cách ly toàn bộ tòa nhà. Sự quyết đoán này cần thiết vì nếu chờ công bố của Bộ Y tế thì mọi việc nhanh nhất cũng phải sang sáng ngày hôm sau. Tướng Chung cũng đã ra lệnh cách ly hơn 1.000 người thân nhân của các bệnh nhân từng điều trị ở Bệnh viện Bạch Mai. Đề nghị thành lập bệnh viện dã chiến không mới đã được Trung Quốc áp dụng cách ly và giảm nguy cơ lây chéo cho những người đang điều trị bệnh khác, người thăm nuôi, phục vụ và cho công tác cộng đồng y bác sĩ, nhưng chậm triển khai, đúng hơn là chậm đưa vào hoạt động điều trị khu cách biệt bệnh nhân virus Vũ Hán. Đó là những ý kiến của nhiều người. Bạch Mai cố lên, cộng đồng đã tỏ ra thông hiểu với sự khó khăn dấn thân của y bác sĩ theo cách gọi quen thuộc của Việt Nam là ở tuyến đầu chống dịch. Trong khi đó, những người ngay ở trong ổ dịch không hề nao núng, một bác sĩ từ Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ. Tôi không muốn dùng từ kỳ thị tâm lý tránh xa nguồn nhiễm bệnh, rất bình thường. Có thể hôm nay tôi ngồi đây nói chuyện với các bạn là ngày cuối cùng của tôi. Nhìn thấy bố, nhưng chuyện gì đó xảy ra nếu như bố phải cách ly, bố bị điều trị cho bệnh nhân, còn gia đình ở nhà bị hàng xóm láng giềng kỳ thị như bị hủi, đau lòng lắm. Việc kỳ thị đó ảnh hưởng tới chính những người đang công tác. Vì vậy tôi mong muốn và yêu cầu xã hội chia sẻ với ngành y tế làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho chúng tôi ở tuyến đầu. Chúng tôi không đòi hỏi những đãi ngộ vật chất để chống dịch. Cần nhất là sự ủng hộ và đồng cảm. Mặc dù tình hình đang dần trở nên căng thẳng phức tạp hơn và một số người phản ứng tiêu cực, nhưng nhân viên Bệnh viện Bạch Mai chưa một ai nao núng. Trong trường hợp phải điều trị cho người dương tính đã có 600 đến 700 cán bộ nhân viên đăng ký tình nguyện tham gia. Họ ý thức trách nhiệm đối với nhân dân, cộng đồng và nghề nghiệp. Họ cũng được tập huấn để hiểu về cách thức lây nhiễm để phòng chống. Tình huống xấu nhất có thể xảy ra, chẳng may cho nhân viên y tế dương tính bị cách ly rồi bệnh nặng hơn, thậm chí là tử vong. Ngày đi làm ấy là ngày cuối cùng nhìn thấy mặt gia đình, nhưng không có một nhân viên nào làm đơn xin nghỉ không lương. Đây là tinh thần chung của ngành y tế, không phải chỉ riêng Bệnh viện Bạch Mai. Tôi tin rằng bệnh viện sẽ chống dịch thành công. Sáng 30 tháng 3, Tiến sĩ Dương Đức Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết đã có kết quả xét nghiệm 6.650 trên 7.264 mẫu của y bác sĩ, nhân viên y tế, bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai. Trong số này có 19 ca dương tính, gồm có 2 bệnh nhân số 86 và 87 là điều dưỡng viên đã công bố vào ngày 20 tháng 3, một bệnh nhân khoa thần kinh, một người chăm sóc bệnh nhân, 15 người là nhân viên của công ty Trường Sinh. Như vậy, ngoài 2 điều dưỡng viên ca 87 và 86, toàn bộ các y bác sĩ, nhân viên y tế, bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai được xét nghiệm có kết quả âm tính. Lãnh đạo
Bệnh viện Bạch Mai cho biết tất cả các bệnh nhân Bệnh viện Bạch Mai vẫn đang điều trị bình thường. Liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai, bên ngoài đã ghi nhận 7 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 là nhân viên của công ty cung cấp dịch vụ trường sinh, một bệnh nhân, ba người là người nhà chăm sóc bệnh nhân. Như vậy, liên quan đến ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai đã có 22 nhân viên công ty trường sinh nhiễm bệnh, 2 điều dưỡng viên, 2 bệnh nhân và 4 người nhà chăm sóc bệnh nhân. Các chuyên viên y tế nhận định bước đầu đã xác định được công ty trường sinh là nguồn lây nhiễm chính tại Bệnh viện Bạch Mai, không phải là từ các y bác sĩ và nhân viên y tế. Tranh cãi gì, cuối cùng thì người Việt đều nói cầu mong dịch qua mau. Tuyên giáo, tuyên truyền và y học bó tay. Dẫu dịch viêm phổi Vũ Hán COVID-19 tiếp tục lan rộng, số người bị lây nhiễm và số người bị chết trên toàn thế giới tăng từng giờ từng phút, nhưng nhân loại vẫn tin rằng y học sẽ tìm ra thuốc đặc trị cũng như vaccine phòng ngừa loại virus này. Tuy nhiên, trong đại dịch đang làm thế giới ngả nghiêng, có một điều mà chắc chắn y học bó tay, đó là không thể thay đổi được nhận thức của hệ thống tuyên giáo và hoạt động tuyên truyền của Cộng sản Việt Nam, cho dù kiểu tư duy lối hành xử đó góp phần hủy diệt cả dân tộc. Tờ Người đưa tin, một trong những cơ quan truyền thông chính thức ở Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, vừa giới thiệu một bài viết nội dung là trong nguy khốn mới biết hộ chiếu Việt Nam là quyền lực nhất thế giới. Thật nực cười. Bài viết vừa kể thì Việt Nam trở thành nơi an toàn và khả năng chữa trị virus Vũ Hán tốt nhất trên thế giới, không chỉ Việt Kiều hối hả về nước mà còn có nhiều cư dân châu Âu tìm đến Việt Nam để lánh nạn. Bởi chính phủ Việt Nam mở rộng vòng tay chào đón những người con xa xứ trở về, điều động nhiều máy bay của hãng hàng không quốc gia đưa người Việt về nước, nhiều cư dân của châu Âu rất muốn vật vã xin nài để hỗ trợ vượt thoát, nhưng vì không phải là công dân Việt Nam nên không thể lên được những chuyến bay này. Nên qua đó có thể thấy hộ chiếu Việt Nam quyền lực nhất thế giới, bởi nó đem lại hy vọng về một cuộc sống ổn định, sức khỏe bảo đảm. Dẫn tường thuật trên Facebook của một người có tên là Thành Trần, tờ Người đưa tin quảng bá nhận thức châu Âu đang sụp đổ và hoan hỷ khi có một ngày cư dân của lục địa già vốn đã quá quen với việc người của họ được giải cứu từ những nơi kém phát triển hơn, giờ lại phải đi lánh nạn ở nơi khác vì quan ngại về chính sách văn hóa châu Âu về miễn dịch bầy đàn. Cứ như tường thuật của Thành Trần thì chỉ đến khi máy bay đáp xuống sân bay Vân Đồn, mọi người mới thở phào và tin là sống rồi. Có tin vào tường thuật của Trần Thành và có tán thành với cách tuyên truyền của tờ báo Người đưa tin hay không là chuyện riêng của từng cá nhân. Những người Việt đang định cư ở châu Âu, những người Việt Kiều thật sự nên dịch và giới thiệu vở bài viết kể cả những hệ thống truyền thông của châu Âu lẫn cư dân châu Âu cùng thưởng lãm, bởi đó không phải là ý kiến của một cá nhân, đó là chủ trương tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chính phủ Việt Nam. Thiên hạ chỉ mới thấy sự phi nhân và bất lương của Trung Quốc trong việc khai thác dịch viêm phổi Vũ Hán để tô vẽ, đánh bóng hình ảnh của họ. Nếu bỏ qua Việt Nam thì rõ ràng đó chỉ là thấy cây mà chưa thấy gốc, mà chưa thấy vẫn còn vài khu rừng đáng sợ khác giữa lòng nhân loại. Có một điểm cần nhấn mạnh là hệ thống tuyên giáo chỉ đạo hoạt động tuyên truyền ở Việt Nam không chỉ đáng tởm mà còn là tác nhân khiến cho dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán ngày càng nghiêm trọng ở Việt Nam. Việt Nam phát giác ca nhiễm virus đầu tiên vào ngày 23 tháng 1 năm 2020. Từ đó đến 13 tháng 2, Việt Nam xác nhận chỉ có 16 ca nhiễm virus Vũ Hán. Trong vòng 25 ngày từ ngày 13 tháng 2 đến ngày 10 tháng 3, Việt Nam có thêm ca nào không có ca thêm một ca nào nhiễm virus Vũ Hán khác. Giống như nhiều quốc gia khác, dịch viêm phổi Vũ Hán gây ra đủ loại các tác hại nghiêm trọng đến kinh tế xã hội. Vì sợ không đạt chỉ tiêu tăng trưởng của năm nay, hạ tuần tháng 2 Việt Nam bắt đầu tuyên truyền giáo dục nhân dân, vừa tích cực tham gia du lịch, vừa hỗ trợ hệ thống công quyền để tạo ra môi trường thân thiện, thu hút du khách thập phương, đặc biệt là du khách của châu Âu. Khi nhiều quốc gia châu Á áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm COVID-19, Việt Nam lại thực thi hàng loạt biện pháp chứng tỏ sự thân thiện. Tất nhiên, du khách châu Âu lũ lượt đổ tới Việt Nam, họ đi du lịch không phải để tránh dịch. Ngoài việc đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền để phác họa hình ảnh một quốc gia hết sức thân thiện với du khách giữa đại dịch, hệ thống tuyên truyền
Và tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam còn vẽ ra một hình ảnh khác hết sức nhân đạo, bao dung, không chỉ sẵn sàng cứu nạn, đón nhận và chăm sóc tử tế, cẩn thận những đứa con sống ở bên ngoài Tổ quốc cần quay về với quê hương lánh dịch. Chỉ cần bay một chuyến bay đến Vũ Hán, trở về chừng 30 người Việt đang mắc kẹt ở đó, phi hành đoàn đã được xưng tụng là những người hùng, làm cả nước xúc động, tự hào. Hệ thống tuyên giáo không ngừng tuyên truyền về cơ hội để ngạo nghễ. Do hoạt động tuyên truyền được thúc đẩy theo hướng đó, khi mà thêm những người Việt Nam đang du học, làm thuê ở Hàn Quốc quay về, lúc virus Vũ Hán bắt đầu lan rộng ở châu Âu, người Việt đang tạm cư ở châu Âu để học hành, làm việc cũng lũ lượt quay về Việt Nam. Một tuần sau khi dịch viêm phổi Vũ Hán tái bùng phát tại Việt Nam, sau 25 ngày không có thêm ca nhiễm nào, đến 10 tháng 3 mới bắt đầu phát giác càng ngày càng nhiều những ca nhiễm virus Vũ Hán mới từ những người ở châu Âu trở về, từ những du khách đến Việt Nam du lịch. Việt Nam mới bắt đầu khuyên những người ở Việt Nam học hành làm thuê ở nước ngoài nên cân nhắc kỹ lưỡng chuyện có nên trở về Việt Nam hay không. Rõ ràng diễn biến của dịch viêm phổi Vũ Hán tại Việt Nam từ 10 tháng 3 đến nay, trái đắng của tuyên truyền nhằm thúc đẩy cả du lịch lẫn nội địa, lẫn thu hút thêm du khách quốc tế để đạt chỉ tiêu tăng trưởng của năm nay, nhằm tô vẽ một Việt Nam ngạo nghễ, nhân đạo. Những người Việt trở về từ châu Âu và những du khách châu Âu tìm đến Việt Nam giữa đại dịch vì không có nơi nào thân thiện bằng đã khiến cho kinh tế, xã hội của Việt Nam thêm điêu đứng. Chưa rõ là giá phải trả cho tuyên truyền sẽ ở mức độ nào. Tuy nhiên, khó mà hy vọng về hệ thống tuyên truyền sẽ kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc và hoạt động tuyên truyền sẽ trung thực, nhân bản hơn. Đâu phải tự nhiên mà thiên hạ khinh miệt tuyên truyền, nhưng ở Việt Nam tuyên truyền vừa là mục tiêu vừa là nhiệm vụ quan trọng mà không thể hệ thống chính trị, hệ thống công quyền cũng tìm mọi cách để hoàn thành nhiệm vụ này. Việt Nam vừa hoàn thành một phần quy hoạch báo chí phục vụ tuyên truyền và người đưa tin với trọng nguy khốn mới biết hộ chiếu Việt Nam là quyền lực nhất thế giới, là thành quả quy hoạch ấy. Nhân mùa dịch đại dịch virus Vũ Hán, kinh tế thế giới nghiêng ngả, chuỗi dây cung ứng quốc tế bị ngừng trệ hoàn toàn. Thị trường chứng khoán của thế giới, đặc biệt là Hoa Kỳ, đã trồi sụt bất thường, có lúc lên xuống cả ngàn điểm. Khi chạm vào giới hạn lên xuống 7% nên phải đóng cầu giao, hoặc trước lúc thị trường mở cửa hay trong ngày, không cho trao đổi chứng khoán trong vòng 15 phút hay là lâu hơn, tùy vào mức độ lên xuống và vào lúc nào để cho giới hạn thiệt hại. Cuối ngày lại xuống 2-3 ngàn điểm, chúng ta nên có một cuộc duyệt xét lại tình hình kinh tế thế giới để hiểu phần nào tại sao vì dịch virus Vũ Hán mà thị trường chứng khoán toàn cầu lại chao đảo kinh tế kinh hoàng như hiện nay. Nhiều người gọi tình trạng virus Vũ Hán gây xáo trộn kinh tế là thiên nga đen. Thiên nga đen là một sự kiện vượt quá những gì thường được dự kiến về một tình huống nào đó, có những hậu quả nghiêm trọng. Hy vọng qua cuộc duyệt xét tạm gọi là tổng quan ngắn gọn này, chúng ta, đặc biệt là những kinh tế gia Việt Nam quan tâm đến tình hình đất nước, sẽ học được những kinh nghiệm quý báu của thế giới, góp phần vào việc xây dựng một hệ thống kinh tế phù hợp với đất nước và con người Việt Nam mai sau. Kể từ thập niên 1980 trở về trước, Hoa Kỳ đã để bàn tay vô hình thúc đẩy sự cạnh tranh với kỷ luật đào thải của kinh tế thị trường mà nhà nước không can thiệp gì nhiều. Sang thập niên 1990, qua đồng thuận Washington, Mỹ đã dẫn đầu thế giới trong việc toàn cầu hóa bằng cách thúc đẩy việc hạ thấp hay hủy bỏ hàng rào quan thuế, hối thúc các ngân hàng thế giới mở rộng cánh cửa tài chính, hỗ trợ cho đầu tư và thương mại quốc tế. Những cố gắng này đã khiến cho những nguồn tiền khổng lồ luân lưu xuyên quốc gia và theo làn sóng tự do hóa tài chính mà không bị cơ quan quốc tế nào thanh tra. Tuy dẫn đến phát triển nhưng cũng dễ làm bùng vỡ những bong bóng kinh tế thế giới trong nhiều năm qua. Từ Mexico 1994, Đông Á 1997, Nga 1998, Nam Mỹ 2000, đến Mỹ năm 2007-2009, châu Âu 2010-2012. Cuộc đại khủng hoảng tài chính 2008-2009 đã làm lung lay hình ảnh tốt đẹp của toàn cầu hóa. Nhiều kinh tế gia tài ba cũng không thể dự tính được rằng kinh tế thị trường chao đảo và trao đổi tự do cũng không thể tự điều tiết
giá cả cho hợp lý và đào thải những thành phần hám lợi gây thiệt hại to lớn cho thị trường. Mặc dù được đào tạo chuyên nghiệp, nhiều chuyên viên tài chính xuất thân từ những ngôi trường danh tiếng như MIT, Harvard của Mỹ, cũng hàng loạt những ngân hàng quốc tế có đến cả trăm năm kinh nghiệm vì tham lam đều nhắm mắt đưa chân lao vào những loại đầu tư đầy rủi ro như chứng khoán, trái phiếu trả lãi cao và thị trường bong bóng địa ốc như những con thiêu thân. Thị trường địa ốc Mỹ tan vỡ năm 2007, khởi đi từ bọt bong bóng bể của Lehman Brothers, lan rộng ra toàn cầu vì tình trạng dây chuyền trong mậu dịch quốc tế. Chính phủ Mỹ đã vội nhảy vào can thiệp, chứ nếu để mặc cho thị trường tự điều tiết, tự đào thải sẽ khiến cho hàng loạt các ngân hàng bị sụp đổ, dẫn đến hàng vạn công ty đóng cửa và cả chục triệu người mất việc làm. Ta thấy rằng toàn cầu hóa tuy mang lại nhiều lợi ích nhưng cũng trở thành trở ngại nếu không được bàn định kỹ lưỡng giữa các quốc gia, nhất là từ những cường quốc kinh tế nhằm thiết lập một tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội toàn cầu. Qua cuộc khủng hoảng địa ốc đó, con người cần thiết lập được một cộng đồng nhân loại, human community, sinh sống và hòa hài với nhau thay vì tiếp tục cạnh tranh khốc liệt mạnh ai nấy sống, tạo ra nhiều bong bóng cho các loại rồi cùng nhau bể với nhau. Các ngân hàng trung ương thế giới năm 2008 hoặc tự quyết định hoặc cùng với hệ thống chính trị đã đồng loạt đưa ra những gói kích cầu khổng lồ. Mỹ là TARP QE 1, 2, 3 nhằm cứu vãn nền kinh tế. Cứu vãn kinh tế thì đương nhiên phải thực hiện rồi. Nhưng cùng lúc các ngân hàng trung ương cũng phải tìm hiểu họ đã tạo ra hiện tượng ngập lụt tiền tệ thế giới. Ngân hàng trung ương Mỹ Fed giữ lãi suất thấp lâu để cho chính phủ dễ có khả năng trả nợ. Hệ thống nợ quốc gia đã lên đến 23.000 tỷ nhưng lại là nguyên nhân cho các công ty mượn nợ rẻ. Nhưng nay, thay vì dùng tiền đó để phát triển công ty, nhiều hãng đi mua lại cổ phiếu của chính mình và để cho giá cổ phiếu tăng nhanh ngoài thị trường. Cổ phiếu tăng thì các nhà đầu tư lẫn giới lãnh đạo công ty đều hưởng lợi lớn. Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng thực chất của kinh tế hồi phục năm 2008 đa phần là do các hãng xưởng mượn nợ để sai, chứ GDP của cả chục năm qua vẫn không hề tăng bao nhiêu. Tình trạng rất nhiều hãng xưởng lẫn chính phủ nợ nần ngập đầu và ngân hàng trung ương giữ lãi suất thấp khá lâu để có thể những nguyên nhân chính yếu giải thích cho tình trạng kinh tế hôm nay và các chú virus corona, virus Vũ Hán ngang tàn là giọt nước cuối cùng làm tràn ly nền kinh tế mà ai cũng lo thủ lợi cho mình, phần nhiều hơn là người khác. Kinh tế suy trầm, hãng xưởng không trả nợ được, đành phải nhờ chính phủ cứu vớt. Với lãi suất xuống đến 0% và các ngân hàng trung ương quốc tế không còn cách nào khác hơn là tiếp tục in tiền cứu nguy nền kinh tế, một giải pháp đã không tạo ra được hiệu quả tích cực cho kinh tế thế giới lại được tiếp tục thực hiện. Ngoài ra, với tư duy chính trị thế giới ngày nay, gần như tất cả các chính trị gia đều có chung một điểm là đều muốn được tái đắc cử. Họ dễ có khuynh hướng làm nhiều điều ngoài khuôn khổ nguyên tắc bình thường để đạt được mục tiêu. Khái niệm đắc cử để phục vụ công chúng dường như đã trở thành xa xỉ. Đó không phải là khuôn mẫu chính trị mà ta muốn xây dựng cho quê hương mai sau. Tình trạng bể bong bóng địa ốc 2008 đã khiến cho nhiều nước đang phát triển bị ảnh hưởng nặng nề, nổi lên tâm lý chống phương Tây, nhất là ở Nam Mỹ, các quốc gia tầm trung Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và BRIC, cho rằng phải tiến hành lên lãnh đạo kinh tế thế giới thay thế cho những sự lụn bại của phương Tây. Bắc Kinh tung ra những gói kích cầu khổng lồ, tuy sau này bị bể tín dụng nhưng cũng đã giúp cho tàu vươn lên xoán ngôi đệ nhị cường quốc kinh tế thế giới thay cho Nhật và đang đe dọa xoán đoạt ngôi vị bá chủ của Mỹ. Trong khi đó, tại Hoa Kỳ, khủng hoảng 2008 làm nổi bật những nỗi bất mãn lâu năm của giới công nhân trung lưu. 30 năm qua, lương không hề tăng bao nhiêu và còn nơm nớp lo âu mất việc. Toàn cầu hóa gây khốn đốn cho tầng lớp trung lưu phương Tây, nhưng lại ưu đãi giới thượng lưu ít ỏi. Lớp người đã vật đổ kinh tế Mỹ 2008 nhưng được nhà nước rộng tay cứu vớt, không ai đi tù, dân thì mất nhà, mất American Dream qua nhiều năm khổ công tích góp.
Bàn tay vô hình năm nào đã trở thành què quặt không còn đủ dài để điều chỉnh cho thị trường lao động, giá cả hợp lý và làm cán cân mậu dịch thế giới mất cân đối. Nhiều người đồng ý với kinh tế không thể để cho bàn tay vô hình quyết định nữa mà phải có nhà nước can thiệp vào. Nhưng can thiệp tới mức độ nào và nhà nước và là nước nào có thực sự là nhà nước của dân hay của các đảng phái? Khủng hoảng năm 2008 khiến cho dân mất nhà trắng tay, nhưng dù có phẫn uất đến mấy chăng nữa cũng chỉ đến độ tràn vào tòa nhà Quốc hội để ăn vạ và trường bảng We are 99% biểu tình. Còn quyền quyết định kế hoạch chính sách ra sao thì vẫn là quyền của 1% giới thượng lưu mặc cả, rằng qua kéo lại với nhau. Thể chế tuy mang tiếng là dân chủ nhưng nhân dân không có quyền quyết định lấy vận mệnh chính trị của mình, vẫn là một quyền riêng thuộc về các chính đảng. Nếu họ quyết định sai thì dân dáng mà chịu. Trước tình hình kinh tế nghiêng ngả đó, lương công nhân không tăng mà cứ thom thóp lo nếu mất việc, không khéo sẽ bị nhà băng kéo mất nhà, nên trong cuộc bầu cử năm 2016 ở Mỹ, ông Trump tuy ăn nói bạt mạng nhưng hứa hẹn sẽ đem công ăn việc làm về cho người dân, cộng thêm với lời hứa bùi tai quyết tâm tát cạn vũng lầy thượng lưu độc tài độc hại, nên đã thắng bà Clinton tiến vào Nhà Trắng. Vậy Việt tộc có nên suy nghĩ đến một nền dân chủ mang tính dân như thời Lý Trần và Lê Thánh Tông, không chỉ là sân chơi của các đảng để dân tự quyết lấy hay chăng, và nền chính trị thực sự cho dân bảo đảm đảm nhiệm, nhà nước chỉ là vai trò điều hợp tạo điều kiện cho các tổ chức đời sống xã hội của họ, chứ không phải là chính trị dân túy mị dân để kiếm phiếu và tái đắc cử. Một bộ phận kinh tế thế giới vài thập niên trước mắt chắc chắn sẽ thay đổi sau vụ coronavirus Vũ Hán ngang tàng làm ngừng trệ nguồn cung ứng toàn cầu và thương chiến Mỹ-Trung chưa chấm dứt. Thế giới sẽ thay đổi như thế nào? Sáng sủa hay tối đen hơn? Phố vắng người giàu không nhưng không vắng người nghèo. Chính những người nghèo này đang làm cho cuộc sống của chúng ta trong thời đại đại dịch trở nên bình thường. Họ vẫn buôn bán, vẫn cung cấp các dịch vụ cần thiết hàng ngày, bất chấp dịch bệnh và sự thiếu bảo vệ với sức khỏe của chính mình. Nhà giáo Vũ Thị Phương Anh nhận xét và kêu gọi ở đây rất cần thiết sự cẩn trọng, bởi chính họ cũng đang có thể là một nguồn lây nhiễm vì sự thiếu bảo vệ. Tất nhiên là họ bất chấp, bởi vì chưa chết dịch thì có thể đã chết đói nếu như không đi ra đường. Bảo vệ họ vừa là thể hiện tình thương, vừa là bảo vệ chính mình và cộng đồng. Có ai quan tâm và bảo vệ họ hay không? Rất có thể vụ án cướp bách hóa xanh tại Sài Gòn vào chiều cuối tuần là không mấy liên quan đến chuyện làm ăn đình đốn bởi dịch bệnh nên người ta phải chọn nghề ăn cướp, mà là cướp có súng ống đe dọa sát thương. Song đây cũng là một báo động cho chuyện hè phố vắng, hàng quán thì bán đi, không bán ngồi. Đôi khi những điều quan trọng với những người lao động ở hôm nay có chỉ đó là đủ tiền thuê trọ tháng này, có đủ tiền lo ăn uống cho gia đình vài ngày tới và kịp hạn trả nợ tiền lãi chợ đen. Trong mùa dịch, nhiều người nghèo vẫn lầm than lầm lũi mưu sinh, nhưng thu nhập của họ đã giảm đi rất nhiều. Có lẽ cần câu cơm của người nghèo trong mùa dịch vẫn chạy đều, thậm chí là nằm trong chính sách ưu tiên của chính phủ về mua hàng online, là nghề có tên gọi là rất tây shipper. Đã đặt hàng qua mạng thì ắt phải có người đi giao hàng, tức là shipper. Những ngày này, dịch virus Vũ Hán diễn biến cực kỳ phức tạp, nhiều hoạt động sản xuất, buôn bán ngừng trệ, người dân hạn chế tiếp xúc nơi đông người và nên có nhu cầu mua sắm trực tuyến cao, dịch vụ giao hàng tận nhà có phần sôi động. Trước những khuyến cáo của Bộ Y tế về phần hạn chế tiếp xúc và tụ tập ở nơi đông người, vậy là người dân lựa chọn đặt hàng qua mạng với các ứng dụng trên điện thoại thông minh, nhất là các nhu cầu liên quan đến thực phẩm ăn uống hàng ngày. Bên cạnh đó, các cửa hàng quán ăn thay vì phục vụ trực tiếp đã chuyển qua hình thức bán hàng online thông qua lực lượng giao nhận hàng shipper. Đây được xem là phương thức hữu hiệu nhất để áp dụng trong mùa dịch. Ở cực đối nghịch, khi mà ngoài đường chủ yếu chỉ có shipper, không còn có đông đảo khách hàng qua lại trên đường phố, thì người vô gia cư sẽ không được cho tiền hay thức ăn.
họ đang phải vật lộn để được sống khi dịch bệnh vẫn đang ngày càng diễn biến phức tạp. Nói một cách khác, khi mà cả thế giới được khuyên ở nhà, chỉ còn người vô gia cư là vẫn phải ở ngoài đường. Ông Hùng, một người nhặt ve chai ở ngoài đường Hai Bà Trưng, Sài Gòn cho biết, trong mấy tháng dịch, hàng quán đóng cửa nên ông kiếm không đủ sống. Dịch bệnh cũng khiến cho các nhóm thiện nguyện ngại đi phát cơm từ thiện nên ông bữa đói bữa no. Tôi lo lắng và lo sợ, đặc biệt là những người không chỉ dễ bị tổn thương nhất mà còn có thể dễ mắc bệnh nhất. Hơn ai hết, họ có nguy cơ mắc bệnh nền cao nhất. Bác sĩ chuyên về dịch tễ Nguyễn Trung Nghĩa nói về những người vô gia cư đêm ở Sài Gòn hiện nay. Thi thoảng trên báo chí vẫn đưa tin về người vô gia cư ở mùa dịch, như hôm 26 tháng 3, báo Phụ Nữ thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng 100 phần quà trị giá 50 triệu đồng cùng với khẩu trang, nước rửa tay đến với các trẻ em người lao động ở khu trọ của người thu nhập thấp và người vô gia cư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Cơn bão dịch COVID-19 đang càn quét mọi lĩnh vực của đời sống. Riêng đối với người dân nghèo, người vô gia cư, miếng cơm từ thiện hay đồng bạc lẻ còm cõi sau ngày mưu sinh còn ám ảnh hơn cả con virus Vũ Hán gây dịch bệnh chết người hiện tại. Họ về đâu trong mùa dịch không chỉ là một chỗ qua đêm mà là câu hỏi rêu neo sinh tồn. Họ không sợ chết vì dịch mà họ sợ chết vì đói. Cập nhật dịch COVID-19 tại Việt Nam ngày 31 tháng 3, ca bệnh dịch thứ 204 tại Việt Nam là bé trai 10 tuổi. Tới 6 giờ sáng ngày 31 tháng 3 giờ Việt Nam đã ghi nhận thêm một trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Vũ Hán chủng SARS-CoV-2 gây ra, nâng tổng số ca mắc ở Việt Nam lên 204. Bệnh nhân là một bé trai 10 tuổi được cách ly ngay sau khi nhập cảnh ngày 15 tháng 3. Ca bệnh số 204, bệnh nhân nam là bệnh nhân số 204, quốc tịch Việt Nam, 10 tuổi, có địa chỉ tại phường Cát Lái, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 14 tháng 3, bệnh nhân đi từ Bawe, Czech tới Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ trên chuyến bay TK-1770 của Thổ Nhĩ Kỳ Airlines, số ghế 20B, và từ Istanbul lên chuyến bay số hiệu TK-162, số ghế 16K, tới Việt Nam ngày 15 tháng 3. Cùng chuyến bay với bệnh nhân 83 khi nhập cảnh, bệnh nhân số 204 không có biểu hiện hiện triệu chứng, được chuyển cách ly tập trung tại khu cách ly trường quân sự quân khu 7, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 18 tháng 3 là âm tính với SARS-CoV-2. Trong suốt thời gian cách ly, bệnh nhân không có sốt, nhưng người ở cùng phòng cho biết bệnh nhân có hắt hơi từ ngày 18 tháng 3. Ngày 27 tháng 3, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính virus Vũ Hán. Hiện bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Virus Vũ Hán, Cần Giờ. Như vậy, tới thời điểm này, Việt Nam đã ghi nhận 204 ca mắc virus Vũ Hán, trong đó có 55 ca đã khởi xuất từ sau đã khỏi bệnh và đã được xuất viện. Riêng ngày 30 tháng 3 có 30 ca bệnh được khỏi bệnh, trong đó có bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương là 27 ca, bệnh viện Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh là 3 ca. 149 bệnh nhân còn lại đang được cách ly điều trị tại 22 cơ sở y tế, đa số các ca bệnh nhân đều trong tình trạng sức khỏe ổn định. Gần 800.000 người nhiễm virus Vũ Hán toàn cầu. Virus Vũ Hán tiếp tục lây lan nhanh trên toàn cầu, đặc biệt là ở châu Âu và Mỹ, nâng số ca nhiễm 800.000 người. Trong số đó có gần 38 người đã tử vong. Thế giới ghi nhận 782.034 ca nhiễm virus Vũ Hán và 37.609 người chết tại 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Châu Âu chiếm khoảng 2/3 số ca tử vong với 26.674 người chết được ghi nhận. Italia là nước có báo cáo số ca tử vong lớn nhất, đó là 11.591 ca. Mỹ ghi nhận có 18.089 ca nhiễm và 412 ca tử vong, nâng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 161.580 và 2.995 ca tử vong. Tiếp tục là vùng dịch lớn nhất thế giới, New York là bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 66.497 ca nhiễm, trong đó có 1.218 ca đã tử vong. Tàu bệnh viện USNS Comfort với sức chứa 1.000 giường bệnh đã tới thành phố New York,
con tàu không có khả năng điều trị COVID-19 nhưng có thể tiếp nhận những bệnh nhân thông thường để chữa các bệnh tập trung và chống dịch. Trung cũng thông báo là kéo dài chính sách cách biệt cộng đồng tới ngày 30 tháng 4 để làm chậm tốc độ lây lan của nCoV và dự đoán đỉnh dịch của Mỹ đến trong 2 tuần tới vào lễ Phục sinh ngày 12 tháng 4 tới đây. Ông Trung nhận số người chết COVID-19 tại Mỹ có thể vượt 100.000 người, khẳng định chính quyền làm rất tốt nếu như ngăn chặn được điều này xảy ra. Italia phát hiện có 4.050 ca nhiễm mới, 812 người tử vong. Tổng số người nhiễm và chết đến nay lần lượt là 101.739 và 11.591 ca tử vong. Tỷ lệ tử vong do COVID-19 tại Italia là 11,4%, mức cao nhất thế giới và gấp hơn 2 lần tỷ lệ tử vong toàn cầu. Nước này là quốc gia thứ hai khai báo hơn 100.000 người nhiễm nCoV chỉ sau Mỹ. Viện Y tế Quốc gia Italia cho hay độ tuổi trung bình của người tử vong là 78,5%, nạn nhân trẻ nhất là 31 tuổi và già nhất là 103 tuổi. Dân số già và bệnh viện đã quá tải là hai trong số nguyên nhân khiến cho tỷ lệ tử vong ở Italia đặc biệt cao. Tây Ban Nha xác nhận thêm 7.846 ca nhiễm và 913 ca tử vong, nâng tổng số người nhiễm và chết lên lần lượt ở 87.956 và 7.716 ca tử vong, vượt qua Trung Quốc để trở thành vùng dịch lớn thứ ba thế giới. Thủ đô Madrid của vùng Catalonia là hai địa phương có số người chết vì nCoV cao nhất của Tây Ban Nha, lần lượt là 3.392 và 1.410. Giới chức y tế nhận định tốc độ tăng và ca nhiễm tử vong mới tại Tây Ban Nha giảm trong những ngày gần đây cho thấy virus Vũ Hán có thể sớm được đạt đỉnh tại nước này. Tỷ lệ tăng số ca tử vong tại Tây Ban Nha hôm qua là 12,4%, giảm hơn một nửa so với tỷ lệ 27% hôm 25 tháng 3. Tây Ban Nha áp lệnh phong tỏa toàn quốc từ ngày 14 tháng 3 và Thủ tướng Pedro Sanchez hôm 28 tháng 3 công bố biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn nữa, buộc những người lao động ở các lĩnh vực không thiết yếu phải ở nhà trong vòng 14 ngày tới. Đức ghi nhận thêm 4.450 ca nhiễm và 104 ca tử vong, nâng số ca nhiễm và số ca tử vong lần lượt là 66.885 và 645 ca tử vong, là vùng dịch lớn thứ ba châu Âu sau Italia và Tây Ban Nha, song tỷ lệ tử vong ở Đức chỉ có 0,9%. Thủ tướng Đức Angela Merkel, 65 tuổi, hôm qua cho kết quả âm tính với nCoV lần thứ ba. Bà Merkel tự cách ly tại căn hộ Berlin một tuần sau khi tiếp xúc với bác sĩ nhiễm nCoV. Iran tiếp tục là vùng dịch lớn thứ hai của châu Á, 41.492 ca nhiễm và 2.757 ca tử vong, sau khi ghi nhận 3.186 ca nhiễm và 117 trường hợp tử vong. Chính phủ Iran cảnh báo dịch bệnh có thể kéo dài thêm vài tháng và giết chết 10.000 người. Tổng thống Hassan Rouhani bị các đối thủ chính trị công kích và đã không hành động kịp thời để ngăn chặn dịch. Iran đã đóng cửa các trường học, hủy bỏ các buổi lễ cầu nguyện, đóng cửa quốc hội và cũng như các địa điểm hành hương lớn của Hồi giáo Shia. Iran cũng áp đặt nhiều biện pháp nghiêm ngặt sau khi hàng trăm nghìn người dân vẫn đổ xuống đường đón dịp Tết 34. Bộ Y tế Iran liên tục kêu gọi những người dân khai báo thông tin cũng như các triệu chứng nghi nhiễm nCoV. Trung Quốc và Hàn Quốc chưa công bố số liệu mới. Số ca nhiễm nội địa tại hai nước này đã giảm trong thời gian qua, song ghi nhận sự gia tăng của các ca ngoại nhập. Tại Đông Nam Á, Malaysia là vùng dịch lớn nhất với 2.626 ca nhiễm và 37 người chết. Indonesia là vùng dịch chết chóc nhất khu vực với 122 người chết trong 1.414 người nhiễm, tỷ lệ tử vong là 8,6%. Philippines và Thái Lan đều ghi nhận hơn 1.500 ca nhiễm, song ca tử vong tại hai nước này khá chênh lệch, lần lượt là 78 và 9. Ở Philippines là 78 và ở Thái Lan là 9. Virus Vũ Hán đã xuất hiện tại toàn bộ 11 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Khuyến cáo để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế đề nghị người dân thực hiện
tốt 5 điểm sau đây. Thứ nhất, hạn chế tối đa ra ngoài, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết. Thứ hai, nếu buộc phải ra ngoài phải đeo khẩu trang, hãy giữ khoảng cách tiếp xúc tốt nhất là 2 mét. Thứ ba, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. Thứ tư, vệ sinh và để thông thoáng nhà cửa, lau rửa thường xuyên các bề mặt, các điểm hay tiếp xúc trên và sinh hoạt lành mạnh. Thứ năm, thực hiện khai báo y tế trên ứng dụng ncov.vn hoặc khai trực tuyến trên tờ khai y tế.vn, cập nhật tình hình sức khỏe hàng ngày, giữ liên hệ với cơ sở y tế. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.